tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Đầu ngay vào chương trình, chúng tôi trân trọng và rất hân hạnh kính mời tất cả quý vị đứng lên để chúng ta làm lễ chào quốc kỳ. Trong tinh thần của 40 năm xa quê hương, trong lòng chúng ta, lá cờ là một biểu tượng và là một hy vọng để chúng ta sống thêm giây phút này và ngàn ngàn giây phút về sau. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta, tất cả những người trong hội trường này, đây là giây phút mà chúng ta có thể tự do để nói lên sự thương mến đối với lá cờ. Hãy cùng nhau hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. The National Anthem of the Republic of Vietnam. And the rock is red, the bomber
Cảm ơn cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình câu lạc bộ từ nghệ sĩ Talk Show hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng và đặc biệt giới thiệu đến chương trình đại dỗ lỗ tổ Hùng Vương sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 4 sắp tới đây tại Sài Gòn Performing Arts Center. Và như cảm ơn thưa trong phần đầu chương trình, chúng tôi rất là hân hạnh cái sự hiện diện của cô Từ Dung, cơ hội cao niên Á Mỹ cũng như là thi sĩ Nhất Phương có mặt trong chương trình hôm nay để cùng chúng tôi giới thiệu về chương trình này. Thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị một cái màn trình diễn của các em của Trung tâm Văn hóa Việt Nam cũng như là một số cái tiết mục trong cái phần tế lễ của chương trình trong giỗ tổ Hùng Vương. Thì kính thưa cô và chị, trong chương trình năm nay có gì đặc biệt hơn những năm vừa rồi không thưa chị cũng như cô? Mời chị Thị Dung nói trước. Dạ vâng. Yeah. Thưa nhạc sĩ Cao Minh Hưng, thì chúng tôi mỗi một năm chúng tôi đều phải tăng lên những cái phần mà hấp dẫn, nói không hấp dẫn, để cho các quý vị đến lễ tổ không bị nhàm chán. Và thế thì năm nay có thêm rất nhiều hội đoàn, cũng như hôm năm nay thì có hội cựu nữ sinh Gia Long, câu lạc bộ tình nghệ sĩ nữa. Và rất nhiều những các hội và nhất là năm nào thì cũng Vũ đoàn Việt Cầm đều cùng phối hợp với cái phần tế lễ là cho các cháu, để cho rất là nhiều người rất là thích những cái buổi tế lễ chính của chương trình là vậy. Còn và văn nghệ đó thì cũng có rất nhiều các hội đoàn tham gia, như là trước tiên là nói câu lạc bộ tình nghệ sĩ, rồi hội Bắc Ninh, hội cựu nữ sinh Gia Long, có cả Trưng Vương, rồi hội Bà Triệu, và có lẽ còn nhiều nữa, nhưng mà chắc là đến đây thì mình bắt tù ca Xuân Điềm nữa phòng ạ. Nhất Phương xin tiếp lời của chị Dung là hàng năm từ hồi đó tới bây giờ thì đoàn văn nghệ nghệ thuật Việt Cầm là chánh. Tuy nhiên năm nay đó thì theo ban tổ chức, các bác nói rằng là càng ngày cộng đồng của mình càng khởi sắc, và mình càng phải đem cái chuyện mà mình dỗ tổ ra cho bên ngoài biết. Do đó không những là mình phổ biến trong chính quyền địa phương, mà ngay cả những hội đoàn sinh hoạt trong cộng đồng mình cũng nên mời họ để mà họ tiếp tay với mình. Và khi mà có nhiều hội đoàn vô thì là cái tổ chức của mình càng ngày nó càng mạnh hơn, và cũng chứng tỏ là cái sự đoàn kết giữa hội đoàn này và hội đoàn khác. Năm nay là năm đầu tiên mà hội cao niên Á Mỹ mở rộng ra để mời tất cả các hội đoàn khác vào. Thì những cái hội đoàn mà nãy giờ chị Từ Dung nói đó chỉ là những hội đoàn mới ban đầu, bởi vì người ta cũng bất ngờ quá, cho nên có nhiều hội đoàn chưa kịp chuẩn bị đó, cho nên họ cũng chưa có tham gia. Tuy nhiên năm nay thì các hội đoàn đại khái như chị Dung mới nói đó là cũng sẽ có những màn văn nghệ đặc sắc như vậy để mà cùng nhau làm cho cái buổi văn nghệ sau cái lễ dỗ tổ. Đương nhiên là cái lễ phần tế lễ là phần quan trọng nhất trong buổi lễ, cũng như là tất cả các đồng hương mình là phần quan trọng nhất. Rồi cũng như là Cao Minh Hưng cũng đồng ý với Nhất Phương là văn nghệ là phụ diễn. Cho nên đó là mình để hết tâm trí vào trong những cái nghi thức cổ truyền Việt Nam hồi xưa mình tế lễ làm sao, thì ở đây mình cũng cố gắng để cho các em, mà toàn là những em trẻ. Năm rồi dường như Cao Minh Hưng cũng có tham dự mà. Có. Một cái những cái chương trình tế lễ như vậy rất là hay, các em trẻ như thế mới lớn đây nhìn cái chương trình như vậy học hỏi rất là nhiều về cái nguồn gốc, cái truyền thống của Việt Nam mình. Một cái chương trình thế rất là hay và tổ chức tại Sài Gòn Bộ Phim Arts Center, một cái địa điểm rất là quen thuộc. Làm thế nào những cái tốn phí như vậy mà vào cửa lại tự do, tức là miễn phí, làm sao mà hội có thể trang trải được thưa cô? Câu hỏi rất là ấm ấm lòng chị Dung. Thưa thế này thì phải nhờ nói rằng là trong ban tổ chức của chúng tôi, nhất là chị Nhất Phương cũng hết sức để mà mời những vị mạnh thường quân, kêu gọi những vị mạnh thường quân là những thân hữu của chị Nhất Phương, đồng thời riêng chúng tôi hoặc là tất cả những trong ban tổ chức đều phải cố gắng hết sức để mà mời những thân hữu của mình cũng như các bạn bè của mình, những vị đại gia, những vị mà thành công ở đây để giúp đỡ cho sáng trong cái phần có lẽ này. Chị Dung cũng xin hơn cho một chút xíu cảm ơn tổng quát. Xin mời chị tốt vâng. Chị Dung thì chúng tôi đây trong này đấy, chúng tôi xin cảm ơn Lee Sandwich Cheese, chúng tôi xin cảm ơn Sài Gòn City Market Place, với đồng thời cũng là bánh cuốn Tây Hồ Company nữa, Bentech 24
24/7 care at home. Z Cafe, I-10 Go, Joshua Medical Group, Premier Mail Marketing, và còn nhiều nữa thì chúng tôi chưa có liệt kê đây. Dr. Kimberly Apoze là những người vị mạnh thường quân và rất nhiều nữa. Nói tóm lại đó, vâng, là Cao Niên Á Mỹ cũng như là ban tổ chức đó, rất là trân trọng và hân hạnh, dạ, đã được tất cả các hội đoàn, đoàn thể và những cơ sở thương mại, dạ, cũng như là các mạnh thường quân ở đây, khi mà chị Từ Dung cũng như là Nhất Phương ngỏ lời thì họ nhận lời liền, là dạ, bảo trợ liền chứ không có một, dạ, cái câu hỏi nào ra, dạ, vâng, thì chính ra đó là cái tình. Yeah. Cái tình ở trong cái, một cái tập thể của Việt Nam mình, mà khi mà mình đã ở ngoài quê hương đất nước mà mình có được cái tình đó thì rất là ấm áp, yeah, phải không hơn? Yeah. Thế đúng, yeah, như vậy thì rất là những cái tấm lòng của thầy nó rất rất vì là thế mới có đủ tiền để mà chúng tôi yeah, phải thuê những cái dạp và tốn kém như thế này. Thành ra chúng tôi rất là riêng cá nhân của chúng tôi rất là cảm tạ những vị mạnh thường quân, yeah, đồng thời thì các vị cũng mong cho các vị để hồn thiêng sông núi cũng như anh linh đức quốc tổ phù hộ cho các vị được làm ăn buôn bay bán đắt hơn, yeah, nhiều nữa. Yeah. Yeah. Thưa cô và chị, thì quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay, nếu có những cái câu hỏi thắc mắc thì có thể liên lạc với ai thưa cô? Dạ thưa cô, vâng, có thể liên lạc với chúng tôi 714-330-2118, yeah, hoặc chị Nhất Phương là xin Nhất Phương cho luôn. Số của Nhất Phương là 714-533-0755 và số của Lương Vũ nữa. Không biết chị có nhớ số của, yeah, Lương Vũ hay không? 714-473-9363. Yeah. Như vậy quý vị khán giả ngày hôm đó đến là tự động tìm chỗ trước hay là có vé trước hay là đến người nào đến trước ngồi trước hay sao thì dạ, chị? Có lẽ là đến trước ngồi trước, chỉ, yeah, trừ có một hai hàng đầu là để cho những trước, người cao niên lớn, yeah, tuổi cũng như là những những người chính quyền địa phương, người những vị cũng có một số chúng tôi mời, yeah, bằng thơ mời, yeah, có phải không? Yeah, yeah. 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 Kính thưa quý vị, thì rất tiếc là chương trình thời lượng chương trình có giới hạn. Một lần nữa thì cảm ơn cô Từ Dung cũng như là tiến sĩ Nhất Phương đến chương trình ngày hôm nay để giới thiệu về dấu tổ Hùng Vương, vâng, một cái chương trình có tên rất là hay, và cảm ơn chắc chắn là quý vị sẽ đến để ủng hộ chương trình ngày hôm đó. Thì cũng nơi đây cũng mình chúc cô chị cũng như là ban tổ chức luôn luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục một công việc có thể nói rất là cao quý, rất là có ý nghĩa như vậy hàng năm, để các thế hệ trẻ tiếp tục biết những cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì nơi đây để chia tay thì mời cô và chị gửi lời chúng ta kết thúc chương trình. Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã dành thời giờ cho chúng tôi lên đây, và chúng tôi cũng xin cảm ơn đài IBC đã cho chúng tôi những cái giờ phút quý báu để chúng tôi nói về chương trình dỗ tổ. Yeah. Cảm ơn quý vị. Yeah, cảm ơn cô, mời chị. Nhất Phương cũng cảm ơn Cao Minh Hưng đã cho chị Từ Dung cũng như là Nhất Phương cơ hội để được nói chuyện cùng với tất cả quý khán thính giả của IBC. Cảm ơn đài đã cho chúng tôi một khoảng thời lượng, và xin cảm ơn trước quý đồng hương, và xin kính mời quý đồng hương bỏ chút thời giờ đến để dự ngày lễ dỗ tổ của năm 2016, năm 4895. Wow. À, thưa kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị có thể gọi cho Cao Minh Hưng ở số 714-403-9315 hoặc là vào trang website của chúng tôi, địa chỉ là caulacbotinhnghệsi.com. Và lần nữa cô Từ Dung, thi sĩ Nhật Phương và Cao Minh Hưng, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Thưa kính chào. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát.